Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel mình VinCV Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức để có được cái Adamantite 3 nha. Thì đầu tiên thì các bạn phải đào cho mình cái quặng Adamantite này trước. Đầu tiên thì chúng ta phải có được cái quặng Adamantite O trước, sau đó thì chúng ta mới có thể chế tạo ra cái Adamantite 3. Rất đơn giản thôi, mình sẽ chia sẻ cho bạn cái công thức này trong cái clip ngày hôm nay. Cái rìu và cái cuốc chim mình đang dùng đấy chính là cái rìu và cuốc chim từ Adamantite, và mình đang sở hữu một cái búa Chunky Hammer. Đây là một cái sự khởi đầu lý tưởng của chúng ta trong game. Ok, mình đã sở hữu được cái quặng này, quặng Adamantite O này, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có được cái Adamantite 3 này nha. Thì các bạn sẽ tìm cho mình một vài cái nhiên liệu đốt, một là than, hai là có thể là củi. Các bạn vào cái lò lung này, bắn vào đây, các bạn đặt cái Adamantite vào đây và cái kho vào đây, thì chúng ta sẽ chế tạo ra cái Adamantite 3 này nha. Đây, nó sẽ chế tạo ra cái Adamantite 3 này đó. Và các bạn xem clip mình thấy hay và thú vị thì hãy nhớ like đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.